thử thách làm trà dâu chưa tới 10 phút. À, nói chính xác hơn thì tầm 8 phút thôi. Chứ ai mà nói 5 phút là đừng có lừa gạt trẻ con nha. Hello mọi người, tụi mình là gì không biết thôi nè. Để mà nấu được nhanh gọn trong vòng 8 phút thì chúng ta phải có một gói nguyên liệu nấu trà dâu. Tôi thấy hình như đang giảm giá còn chưa tới 100 cành nữa. Một túi như thế này sẽ có 15 gói trà, một bịch sinh tố dâu và một bịch dâu sấy dẻo Đà Lạt. Mình thấy tiệm ghi gói này nấu được tầm 20 đến 25 ly. Nhưng mà có một mình tôi thì uống làm sao mà hết. Nếu mà nấu một đống rồi để uống dần á thì nó không có ngon, mà còn không tốt cho sức khỏe nữa. Cũng may là trong tờ giấy hướng dẫn có chỉ cách nấu chia nhỏ. Bây giờ là mình còn 3 túi trà. Trong hướng dẫn thì còn 500ml nước, nhưng mà tôi thích uống đậm đà cho nên chỉ 250 thôi. Sau đó mình nấu nước sôi, cho 3 gói trà và nước sôi vô tầm 3 phút. Nhớ kéo lên kéo xuống vậy để cho trà nó tiết ra. Khi mà lấy túi trà ra rồi thì mình bỏ tầm 4 muỗng đường. Nhân lúc trà còn nóng thì quậy lên để cho đường nó mau tan. Bình thường là mọi người sẽ bỏ phần sinh tố dâu này vô trà nóng. Tuy nhiên thì tôi sẽ ngược lại nha, tôi sẽ bỏ đá vô trước để cho trà thật là lạnh, xong rồi mới để phần sinh tố dâu ở bên trên. Các bạn thích thì cũng có thể quậy lên. Bây giờ mình đá sang phần dâu tây sấy dẻo Đà Lạt. Nè nè mọi người coi nè, nó kéo ra nó dai nó dẻo. Tôi là một người thích ăn dâu cho nên tôi sẽ cho thật là nhiều dâu ở bên trên. Mọi người cũng có thể cắt dâu ra thành từng miếng nhỏ, nên lấy kéo cắt thì nó sẽ dễ hơn. Dâu tây sấy dẻo này chua lắm cho nên khuyến khích mọi người cắt nhỏ ra, nó có một xíu mặn mặn nữa. Nhớ sau khi quậy xong thì mình nêm nếm lại cho phù hợp, ví dụ thích ngọt hơn thì mình thêm đường, thích thơm mùi dâu hơn thì mình cho thêm sinh tố dâu. Phần sinh tố này tôi nếm thử không có phải quá ngọt như các loại syrup hay mứt khác, nó hơi nhạt nhạt chua chua. Cái hương trà đậm thêm miếng dâu, trời ơi, cắn một miếng dâu tay nó chua. Để tôi tính thử coi nó nước tầm 2 phút, ủ trà 3 phút, cho đường quậy lên nêm nếm lại rồi bỏ sinh tố dâu vô, xong rồi cắt mấy lát dâu nhỏ nhỏ cái bỏ lên. 8 phút là quá trọn vẹn luôn. Tính ra mua một bịch vậy mà chừng nào thèm thì lấy ra uống. Nhưng mà chắc sinh tố dâu sẽ không để được lâu đâu, bởi vì không có chất bảo quản. Thôi nói chứ cái nếp của tôi là tầm 2 lần là hết cái bịch sinh tố dâu đó liền. Có rảnh thì mua về thử nha. Giỏ hàng màu vàng bên trái của tôi đó. Bye.